Các nước châu Âu đang trải qua một mùa hè rực lửa. Thời tiết nắng nóng gay gắt và cháy rừng nghiêm trọng. Từ Hy Lạp đến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia và Pháp, hàng chục ngàn vụ cháy rừng đã gây ra những thiệt hại lớn chưa từng thấy ở các quốc gia Nam Âu này. Phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Lửa đã cháy rừng rực hơn 10 ngày đêm. Suốt từ Hy Lạp, Albania, Italia, Pháp cho đến Tây Ban Nha và từ hôm qua là Bồ Đào Nha, một vành đai lửa dọc theo các cánh rừng phía nam châu Âu. Lửa lan vào làng mạc, đốt cháy gia súc, thiêu trụi hoa màu. Ruộng nho, vườn ô liu, lúa mì, đồng cỏ, lửa đã cuốn đi tất cả. Các vùng đất nông nghiệp bị nung nóng nhiều ngày, rồi đây sẽ không còn có thể canh tác gì làm thức ăn cho con người và gia súc được nữa. Aquí es una catástrofe mundial. Thực là một thảm họa. Hầu như mọi thứ đã bị thiêu rụi. Những người chăn nuôi gia súc đã mất sạch. Mọi người đã mất sạch. Thật là thảm khốc. Hàng chục ngàn vụ cháy đã bùng phát sau nhiều ngày nắng nóng liên tiếp hơn 40 độ C tại một vùng khí hậu ôn đới. Đảo Sicily của Italia hôm thứ Tư tuần trước đã đo được nhiệt độ trong bóng râm 48,8 độ C, mức độ nóng chưa từng thấy trong lịch sử châu Âu. Ủy ban châu Âu và nhiều nước Bắc Âu đã khẩn cấp gửi xuống phía Nam lính cứu hỏa, máy bay chữa cháy, trực thăng sơ tán cư dân. Tại nhiều nơi, ngọn lửa đã bị khống chế hoặc dập tắt để lộ ra cảnh tượng hoang tàn. Các đám cháy rất dữ dội, tốc độ phát tán hơn 5 km/h. Trong địa hình núi đá và đồi dốc, lực lượng cứu hỏa rất khó tiếp cận để dập lửa từ gốc cây. Từ vài năm nay, các đợt nắng nóng thiêu đốt châu Âu dày hơn, dài hơn, nóng bức hơn. Số vụ cháy rừng cũng vì thế mà mỗi năm một nhiều thêm, cháy rộng thêm và khó dập tắt. Chưa thể thống kê được những thiệt hại mà các vụ cháy rừng năm nay gây ra. Những con số đầu tiên vừa công bố luôn kèm theo cụm từ cao nhất từ trước tới nay. Nắng nóng chưa kết thúc, lửa vẫn có thể bùng lên bất cứ lúc nào tại các nước Nam Âu.